Mọi người thấy cái lưng gù không? Đây nè, rồi rõ ràng không? Cái lưng nó cong lên rõ ràng ha. Và chị này nằm rất là khó chịu tại vì nằm nó cứng cái này nè. Ha, nó cộm, khó chịu lắm. Ha, quay cho kỹ cái này nha. Để chút xíu á, là lỡ thẳng uống lắm á. Mà uống mà cong lại cũng khó, đúng không? Ok. Ha, à, như vậy, được rồi ha. Ok. Trời ơi, chưa có bao nhiêu tuổi hết mà cái lưng dày rồi đó, làm cho sắc đẹp bị tổn hại. Trước giờ làm nghề có gì nặng? Công nhân. À, công nhân được quân giác mà. Có gì giác bầu gạo 100kg không? Ok, được rồi. Nãy giờ dễ chịu rồi ha. Đã ha. Không ngồi ngoài mà nghe đã ha. Không ngồi ngoài mà. Nghe ghê không? Rút liền ha. Giờ tôi bỏ cái này xuống là chị thấy. Rồi bớt cứng chưa? Hay chưa? Bớt. Bớt liền ha. Không, đừng có khoan. Rồi, nhấc cái lưng lên tôi rờ kìa. Ôi trời. Thấy quá ha. Thấy khác chưa? Thấy khác rõ ràng ha. Tại vì hồi nãy tôi sờ vô á, nó cộm lên ha. Nhưng mà chưa. Rồi nằm im. Được ra. Mềm ra. Đó, nghe rắc ở đây không? Trời ơi. Rồi, bây giờ chị đứng ra đây đi. Rồi người nhìn lại ha. Mọi người nhìn lại ha. Đây, nghe gì nè, nghe gì với tôi lại nè. Đó, đó. Thấy chưa? Ok. Quay nghiêng cái này nữa đi. Quay nghiêng cái này nữa. Thẳng luôn rồi. Thẳng luôn. Thẳng luôn. Thấy khác hết rồi ha. Thấy khác rồi. Thế là hồi nãy á, là tôi nói coi chừng mình không nhìn thấy là cảnh đó, đúng không? Đó, rồi chị nắm chặt lại. Chị giữ cái này đây nè. Chị nắm đây ha. Rồi nắm chặt đây nha. Rồi. Quá tốt rồi. Ây da da. Trời ơi. Bây giờ nó đẹp như mơ. Rồi đâu mất kìa. Ngày ông sáng nhà không già. Rồi. Sáng bây giờ có cảm tưởng. Cảm tưởng. Bây giờ khác rồi. Bây giờ sự thật là khác rồi, đúng không? Rồi sao quá, không biết nó đi đâu rồi. Bây nãy nó khô. Nó khô là khác. Bây giờ là êm rồi. Biết nói gì đây, hỏi người ạ. Thì bây giờ coi sao. Bây giờ chị sẽ thực hiện thử. Rồi chị sẽ coi. Qua đêm rồi chị biết rồi. Nhưng mà giờ trước mắt là cái mọi người nhìn thấy rồi hả? Rồi thẳng băng rồi. Có cái gù á. Có cái gù á. Ok. Có cái gù rồi. Rồi rồi chị. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0937 853 823.
Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.